300 năm rồi, đập được này. Không mất một tí máu nào cả. Rồi, ok, xin chào anh em. Chào mừng quay trở lại với clip tiếp theo về tựa game KBF All-Star Quyền Vương Chiến nhá. Và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà chạy cái ải phong thần. Cái ải phong thần cái tầng vô tận này này. Đấy, để mà xem là chạy nó có dễ hay không. Có rất là nhiều anh em comment dưới cái bài video của mình về cái tựa game này thì bảo là hãy hướng dẫn cái phần đi phong thần này đi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ có cái video về phong thần. Phong thần em nhá. Thì chúng ta bắt đầu vào luôn cái ải này. Cái ải vô tận này. Đáng nhẽ là chiều ngày hôm qua mình có cái video rồi cơ. Nhưng mà do mình ấn nhầm vào cái ải địa ngục nên thực sự là không thể làm gì được anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào luôn cái ải này. Mình đã chạy thử đến cái ải thứ 11 và bây giờ chúng ta sẽ đánh lại từ đầu nha. Chứ còn đi quét lại cái ải 11 thì anh em sẽ không hiểu và sẽ không chơi được. Chúng ta vào đây và bắt đầu thôi. Cứ click tràn nó vào mấy cái ô này. Chưa gì đã gặp quái rồi vậy. Căng nhà, mở hết ô cho mình trước nha. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ nhận những cái phần quà này. 42. Rồi. Thám hiểm luôn, nhận hết quà đây cho mình. Nhận thêm một cái con đầu con gì đây, mình sẽ chọn con tanh đi. Sau đó thì bày trận và cho hai con này đứng song song với nhau này. Tiếp tục là cái phần sổ tay, đầu tiên là anh em nâng cho mình cái phần tinh hỏa. Tiếp tục nâng cho mình cái phần dục hỏa. Rồi, hai cái phần đó tạm thời là như thế đã. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đánh những cái con boss ở đây. 17 với 27 mình cần quét luôn nhá. Mở hết toàn bộ cái ô này cho mình. Cái này thì mình sẽ tăng 15% sát thương, khiến mục tiêu giảm thêm 15% sát thương à. Phần này đi. Tiếp tục đánh boss này. Cái này lúc đầu thì nó cũng dễ thôi, không có gì cả. Ta quan trọng là quan trọng về sau nhá. Rồi, thêm một con tướng mới và mình sẽ chọn Yuri. Con này nó bớt rất là ngon này. Đó, đây, ok. Sau đó thì đánh nốt cái con này để mà lấy cái hoàn hảo của đi ải đã. Chết thêm một con ở đằng sau rồi. Ô, vẫn còn con nữa này, vãi trưởng ạ. 23. Đồng ý này, vượt ải hoàn hảo nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ vào và nâng cấp cho mình cái phần luyện kim. Đấy, luyện kim đã xong, chúng ta tiếp tục sang cái ải tiếp theo. Giai đoạn đầu thì nó rất là đơn giản thôi, quan trọng là quan trọng về sau chúng ta đánh như thế nào. Đấy, đầu tiên là cứ vào mở hết cho mình, khi nào mà con boss nó chặn đường thì chúng ta sẽ thôi. Đấy, thêm một con tướng mới và mình sẽ chọn mình sẽ ưu tiên và lựa chọn thủ. Lựa chọn thủ em nha. Tiếp tục là một cái con tướng nào đây? Mai đi. Ok, nhận hết quà, sau đó thì sẽ cho những cái con tướng ở dưới, những con bớt ở dưới, những con yếu ở dưới đó. Tiếp tục đập luôn mấy cái con tướng này, quét nha. Đồng ý này, quét tiếp cho mình. Nhận hết toàn bộ cái quà nào cho mình. Khi nào mà chúng ta nâng cấp cái sổ tay được cái phần nhiệt huyết này thì chúng ta sẽ bỏ những cái vị tướng khác ra và chỉ cho mình kêu đi thôi. Kyo một mình cũng có thể là cân được cái ải này. Đánh cho nó hoàn hảo hết để mà lấy toàn bộ cái điểm sổ tay nhá. Lại con nữa. Mấy cái ải đầu mà nắm bốt đến như vậy. Đồng ý cho mình. Rồi, ok, một ải hoàn hảo 100 này. Mở cái rương này thì nếu anh em có điều kiện thì anh em mở thêm cái phần 10 kim cương, còn không thì tốt hơn là không nên dùng. Kim cương bây giờ nó khá là hiếm rồi. Nên chúng ta phải để dành tối đa có thể. Chúng ta sẽ vẫn nâng cấp cái phần nhiệt huyết nhá, để mà hồi máu. Ok, chúng ta sẽ tiến hành qua ải luôn. Bây giờ thì mình sẽ chỉ để duy nhất Mai ở đây và bỏ những con tướng khác ra này. Đánh thì kiểu gì lúc đầu thì chúng ta cũng phải chắc một xíu. Ở đây có thêm mấy cái bình máu, mình sẽ cho vào để mà hồi lại cái máu cho mấy cái con tướng này đã. Ok, thủ à, mình sẽ chọn Marie đi.
Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đập mấy con bot ở đây. Đấy, anh em thấy là khi mà chúng ta nâng cấp cái phần nhiệt huyết này lên thì máu của đồng đội của chúng ta, máu của những cái tướng trong đội hình của chúng ta đã hồi lại rồi. Ok, sau đó thì mình sẽ bỏ những cái con tướng này ra, bỏ hết ra nhá. Vì sao mà bỏ những con tướng này ra? Bỏ những con tướng này ra để mà tí nữa chúng ta đánh bốt, đánh những con bốt quấy nó mới là quan trọng. Còn những cái con đi qua ải như thế này rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Athena đi, mình sẽ lấy Athena để tí mà có thêm chút bớt. Có vẻ là khá là hoàn hảo rồi anh em ạ. Mấy đoạn đầu này cũng khá là dễ thôi. Tập này thì chúng ta cứ càn quét nó đi, tại vì nên nhiệt huyết cho được Kyo rồi thì nó rất là đơn giản. Tí nữa mà chúng ta nâng nó lên được cái level 5 của cái phần nhiệt huyết đó nữa thì máu hút nó phải gọi là đỉnh của mẹ nó cao luôn. 46, 36 à, 4 tướng có 2 tướng thôi. Thêm một cái vị tướng mới và mình sẽ chọn bánh bao chăng? Ok, bánh bao đi. Chặn mọi toàn bộ đường rồi, ấn càn quét thôi. Trọng thương, ok. Mình sẽ chọn chi. Sau đó thì bỏ những cái vị tướng này ra. Một mình Kyo tầm này nó cũng cân khá là nhiều rồi đấy. Vừa nãy thì vì sao mà Kyo nó lại mất máu, vì đơn giản là anh em cho vào những cái hai con tướng đó thì nó sẽ chia đều cái phần hút máu ra. Do đó thì Kyo sẽ không hút được nhiều máu. Tiếp tục đánh cái con cuối cùng này để mà chúng ta có thể là qua được cái ải này. Rồi, hoàn mỹ rồi, nhận được luôn 200. Sau đó thì chúng ta sẽ nâng cấp cái phần xích viêm này lên. Đấy, 1000 thì chúng ta sẽ nâng được cái điểm xích viêm nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp các cái phần này. Và tiếp theo thì mình sẽ nâng cấp cái phần nhiệt huyết này lên level 2 đã rồi tính sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ ép những cái vị tướng mà chúng ta vừa để dành đó vào đây để mà đánh cái con bot này. Tập trung những cái vị tướng tanh lên trước. Rồi, ok, ấn lưu và chúng ta tiếp tục đánh cái con bot này. Chết mất bớt của Athena thôi, ok. Sau đó thì chúng ta sẽ nhận toàn bộ cái phần quà đây. Nâng cấp cái phần nhiệt huyết lên cái level 2 này. Vào cái phần bày trận, bỏ những cái vị tướng còn nhiều máu ra. Đấy, còn lại hai những cái vị tướng ít máu thì mình để thì mình sẽ đi hút máu và sau đó thì sẽ cho lại vào cái phần túi tướng em nhá. Đó, mở hết ra cho mình. Chưa gì đã chặn rồi vậy, chặn tứ đường luôn. Càn quét luôn nhá. Tầm này thì một mình Kyo có thể là cân mọi thứ rồi. Bỏ hết những cái con tướng đó ra, nêu nó vào. Quét luôn này. Đồng ý. Hồi máu này. Anh em lưu ý là toàn bộ những cái phần sổ tay thì mình đã đều bớt lên thủ nhá. Do đó thì những cái phần ở bên ngoài thì chúng ta sẽ ép mọi thứ cho nó lên cái điểm tấn công, cái điểm sát thương. Mình sẽ chọn Diamond này. Bỏ Diamond ra. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành nâng cái phần luyện kim này lên. Tinh hỏa này lên. Tiếp tục quét toàn bộ cái phần này để mà qua cái ải. Gần hết máu rồi anh em ạ. Tiếp tục mình phải cho những cái con tướng khác vào.
Ok. Đấy, Kyo chúng ta đã hút lại được một cái lượng máu rồi. Mở hết toàn bộ cái phần này lên. Tăng tấn công nhá, mọi thứ ở bên ngoài thì chúng ta sẽ dùng toàn bộ để mà tăng cái sát thương lên cho cái team của chúng ta. Chặn ghê thế nhỉ? Ấn càn quét thôi. Tiếp tục nó lại chặn hết toàn bộ cái đường rồi và chúng ta sẽ càn quét tiếp. Kyo đã đầy lại máu. Bỏ những cái con tướng đầy máu ra. 43, một mình Kyo 43 mà ba con tướng bên địch nó chỉ có 38 thôi. Đánh tầm này thì lại hút lại máu thôi. 42, 43. Rồi, ok, đập hết. Hoàn hảo luôn này. Ôi... Kula, mình sẽ chọn Kula nha. Những cái con tướng hàng sau thì chúng ta sẽ sử dụng những cái vị tướng bớt. Còn những cái vị tướng hàng trước thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng các vị tướng thủ nha. HP tăng 10% này. Mình sẽ bỏ cái con Kula này ra này. Qua ải tiếp theo. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp cái phần nhiệt huyết này lên. Nâng cấp cái phần tinh hỏa này lên. Chỉ quan tâm đến cái tuyến nhân vật thôi, còn những cái phần sau chúng ta không quan tâm nhá. Về sau nếu mà đánh boss ấy mà nó còn dư hay là cái phần này chúng ta đã nâng cấp mắt, chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp các phần tuyến đội sau. Mở hết nó ra trước, sau đó thì chúng ta mới tiến hành đánh những cái con boss ở đây nhá. Mình sẽ lựa chọn thủ đi, lựa chọn kim. Ưu tiên là thủ trước. Rồi, đập luôn này, 41 với 59 này. Ok, mất một chút máu. Chết là chết ở đồng đội từ trước đó, quên mất. Mình lại không bỏ cái văn tướng kia ra. Tiếp tục này, 49 với 45. Tuổi gì? Đập hết tầm này, quét hết anh em ạ, tí nữa lên được cái phần hút máu kia anh em vừa năm nữa thì không ngán bố con nhà ai cả. Cái phần này thì chúng ta có thể là áp dụng ở mọi cái cửa nhá, ở mọi cái ải. Rồi, hoàn hảo luôn. Tám trăm điểm. Level 3 này. Nâng cái này lên level 3. Sau đó thì nâng cái này lên level 2. Đều đều nó một xíu em nhá. Rồi, tiếp tục chúng ta mở. Ui, thuốc hồi sinh luôn, ngon vãi. Sáu mươi hai này, đó. Những cái lực chiến nào mà nó hơn một xíu xíu thôi thì chúng ta có thể là sử dụng để mà hồi máu cho Kyo. Mình sẽ lựa chọn rồi Ukyo đi. Bỏ nó ra không tính lại quên khuấy thì mất. Ui 106 à. Những cái ải nào ấy, những cái boss nào mà nó lực chiến nhiều hơn khá là nhiều so với cái con tướng Kyo của mình thì chúng ta nên bớt thêm. Bớt thêm các cái tướng khác. Bỏ một con ra. Đấy, sau đó thì để như thế này, hai thủ ở đầu nhá. Rồi, chết một con tanh thôi anh em nhá. Sau đó thì bỏ hết những cái con tướng ở đây ra. Rồi, đã đến cái tầng 10 em ạ. Tầng 10 tiếp tục lại phải bớt thêm các cái con tướng vào đội hình. Kyo này. Rồi, bèm luôn.
không ai chết cả, chỉ mất một cái lượng máu xíu xíu thôi. Không chắc là ấn nhầm, mất mua 10 cương. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp cái phần nhiệt huyết này lên này. Xích viêm, xích viêm ở đây sẽ là 1.200. Rồi mình sẽ tích để mà nâng cấp cái phần xích viêm lên level 2. Bỏ Kula, bỏ Ukyo ra. Tăng 10% HP này. Tăng cho đoàn 30% bảo kích, duy trì một lần liên kích. Rồi, ok, bớt sát thương. Một nghìn hai mới đủ. Càn quét để mà hút máu này. Sau đó thì mình sẽ bỏ Mai ra. 1.200 nâng cấp luôn cái phần xích viêm này lên. Đập luôn. Tuổi gì? Vẫn còn một con nữa. Con này chỉ để hồi máu cho Kyo thôi. 58 đập hết này. Mở hồn 50 cái hồn tinh, ngon nha. Đang hiện tại đang rất cần hồn tinh em ạ. 870. Nâng cấp cái này lên nào. Cho nó mắc cái tinh hoa này được không? Rồi ok, vẫn mắc được. Dục này. Dục hỏa. Chơi luôn. 94 à? 94 mình sẽ bớt thêm con gì ta? Nên bớt thêm một con gì đó hay không? Rồi, ok. Quá easy. Sáu con. Mỗi con sở hữu cái lực chiến rất là thấp. Là bem hết này. Rồi, nâng cấp cái phần luyện kim này lên. Sinh lực tất cả cộng 10%. Đập hết luôn. Càn quét luôn này. Tiếp tục 67 này. Đấm hết, không ngán một con nhà ai cả. 9, 18 cũng đập hết. Hoàn hảo luôn. Mình sẽ để mà nâng cấp cái xích viêm. Xích viêm lên bao nhiêu? 1.500 à? Ok, để dành 1.500. Ui, ngon vãi. Chuẩn bị đến tầng 15 rồi anh em. Thêm một vị tướng mới và mình sẽ lựa chọn cái vị tướng nào đây. Rồi, bất kỳ một cái vị tướng nào. Con này đang là 1.500 à? Căng nha. Nhặt hết những cái đồ ở đây đã. 71 này. Bây giờ thì để mà đánh được cái con boss khá là được cao lực chiến như này, chúng ta phải bỏ những cái con tướng khác vào đội hình. Kyo lên đầu. Sau đó thì sẽ bỏ cái con rồi, để 4 con này thôi. Kyo sẽ là vị tướng tanh. Nhiệt huyết này, nâng nốt cái này lên nhiệt huyết cho đầy luôn.
sau đó thì bem cái con này. Ok, anh em có thể thấy là chỉ chết mộn mai. Đánh cái con này để mà hồi lại cái lượng máu này. Tiếp tục có một con nữa, lấy cho nó thành cái perfect luôn. Chín trăm bốn mươi điểm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang cái ải thứ 15 này. Chết mất mài rồi. Con này nó sẽ sở hữu 174.000 lực chiến. Bây giờ chúng ta sẽ... đây, mình sẽ bày trận và thêm những con tướng khác vào. Cho xuống dưới 124, 170 này. Đánh luôn. Chết mất một con. Ôi, nhầm rồi. Đồng ý đi. Hoàn hảo, nhận được 500 thì chúng ta sẽ nâng cái xích viêm này lên. Sau đó thì nâng cái dục hỏa lên mắc này. Ok. Và bây giờ chúng ta nhận quà đây thôi. Chúng ta sẽ sang đến cái ải tiếp theo này. Chưa thấy có cái phần nhân bản được Kyo. Kyo clone. Mong là sẽ trận này sẽ có. Bỏ những cái con tướng khác ra. Bây giờ thì một mình Kyo solo thôi. Còn những con tướng khác để dành đánh bốt. Đập hết. Ngắn gì bố con nhà ai. Đập luôn này. Ok. Nhận hết toàn bộ ở đây thôi. Vẫn còn hai con nữa. 180 à. Nhận hết đồ đã. Sau đó thì chúng ta sẽ bem nốt cái con bốt. Thanh niên này sẽ để dành để tí nữa mà chúng ta có thể là hồi máu lại cho Kyo nhá. Bây giờ dành để mà nâng max level cho xích viêm. Bày trận cho hai con tướng này vào. Sau đó thì đem nốt cái con bot 180.000 lực chiến này. Ôi thôi chết mất hai con rồi, buồn ghê. Càn quét này. May là vẫn còn mấy ải nữa. Chúng ta có thể là thu thập các vị tướng khác. Do thám. Anh em lưu ý là sử dụng cái phần đồ ở trong cái phần túi này nhá. Túi này hiện tại mình tích để đánh cái con boss cuối cùng đấy. Nó sẽ bớt cho anh em các cái điểm thông số. Lại thêm một con boss nữa, 183.000. Uống tám mươi ba bầm hết luôn. Bốn mươi hai rồi. Ok anh em ý cái câu hỏi đó thì ta ấn vào cái phần 42 nhá, nâng phần xích viêm lên. Mình sẽ sử dụng ít thuốc sinh lực, thuốc phá kích này, phun thạch này. Sau khi mà dùng thì trận sau tỷ lệ phản đòn toàn bộ đội tăng 100%. Hồi sinh một cái nhân vật trọng yếu nhá. Mình sẽ sử dụng để mà có thể là hồi sinh được Kuna này. Đó thì cho vị tướng Kuna này vào trong. Bem cái con bot này. Rồi. Chết mất Kula. Và chúng ta đã qua được cái con bot đó. Nhận hết điểm ở đây và tiếp tục sử dụng để mà nâng cấp cái thần xích viêm lên level 5 nhá. Tầm này thì bem hết chứ ngán bố con nhà nào. Đập hết. Sau đó thì nhận hết đồ và chúng ta sẽ tiến hành sang cái ải tiếp theo. Huy hiệu lửa cháy này nó chiếm chúng ta cái thời gian rất là nhiều. Chiếm cực kỳ nhiều thời gian luôn ở cái giai đoạn đầu. Còn về sau thì chúng ta có thể là quét được ải. Lại thêm một con boss nữa với 176.000.
tăng 10% HP. Xích viêm này chúng ta sẽ ui, cần đến 2.200 cơ à. 2.200, ok. Càn quét. Rồi, Kyo mất một cái lượng máu nhỏ. Con này dùng để mà có thể là hút máu lại cho Kyo. Rồi, được 500 rồi. Nâng cấp cái xích viêm này lên max tối đa level thôi. À, xích viêm này có thể là nâng cấp thêm à. Level 5 vẫn chưa max, ở đây còn luyện kim nữa. Rồi, chúng ta sang cái tầng thứ 19. Chuẩn bị sang cái tầng 20. Một mình Kyo cân tim. Lại thêm một con mod mới anh em ơi. Đập vào luôn. Đập hết luôn này. Nhớ phải khi mà chúng ta có một cái con boss ấy thì chúng ta phải để thêm một cái con quái nữa, để khi mà đánh xong cái con boss này, nếu mà chúng ta mất máu thì chúng ta có thể là dùng cái con boss nhỏ đó để mà hồi lại cái lượng máu cho Kyo. Tiêu hao đây 212.000, cái này có vẻ hơi căng nha. Mình sẽ uống thêm một chút cái thuốc 10% nộ ban đầu cộng 500 trận chiến sau tăng 30% tỷ lệ sát thương. Nộ ban đầu cộng 500. Rồi, mong là nó sẽ thắng được. Cái này nhìn có vẻ khá là nguy hiểm. Ồ, quê vẫn win em ơi. Vẫn win nha, tuy là nguy hiểm nhưng mà vẫn win. Con này chấp một mắt luôn. Rồi, cộng thêm 500 điểm. Xích viêm, mình sẽ nâng mắc cái này lên đã. Sau đó thì sẽ nâng cái phần xích viêm lên sau. Xích viêm nó chưa ghi là đầy nên rồi, tặng 200 có 400 luôn. Phần này hơi bị nãy. Rồi, chúng ta sẽ sang cái tầng thứ 20. Con boss này có vẻ là hơi bị cặn luôn. Nhân vật sau công lại dùng trận chiến phản đòn tăng 100%. Ôi, sao lại có 158.000 lực chiến thôi à? Có vẻ là dễ đánh này. Rồi, ok. Quá dễ đánh luôn, cộng thêm 500 điểm. 2006. Rồi, mình sẽ tích 2006 để mà nâng cấp nốt cái điểm kia lên nhá. Sang cái tầng thứ 21. Có quà rất rất là nhiều quà. Cho một bình 50 điểm có thuốc sát thương. Dồn hết boss về góc này rồi. Con này ui 270 quá. 270 là 5 con. Bem nào. Mất một lượng máu nhỏ em ạ. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể là hồi bởi cái con boss nhỏ này. Vẫn mất điểm nhỉ, vẫn chưa nâng thêm được ít máu nào cả. Một trăm tám này, hồi máu lại cho Kyo thôi. Có thêm bình sinh lực nhỏ. Bem để mà hồi lại máu này. Cộng thêm 500 thì chúng ta sẽ nâng cái phần xích viêm này lên. Ui, vẫn còn nâng được nữa cơ à. Cắt thế nhỉ. Rồi, sang đến cái tầng thứ 22. Tiếp tục là một trận đấu Kyo cân team em ạ. Hết mất những cái con lính ở đây rồi, và lại mình dùng hao quá. Bây giờ nó không cho triệu hồi thêm những cái con tướng mới à. Thiệt thòi ghê. 200 điểm. Một trăm tám này. Vẫn đập được anh em ạ. 108 mà bẹp nhẹ luôn. 120 này. Chúng ta có 130 này, bèm hết. Tầm này có ngán ai đâu. Rồi, đây thêm một cái con boss mới. Hai trăm sáu cơ. 260 là 5 con.
Vậy thì cái tỷ lệ trận đấu này chúng ta chiến thắng nó khá là cao. Ok, không mất một tí máu nào luôn đấy. Anh có thể thấy là Kyo của chúng ta bây giờ nó đang là bất tử rồi. Trong tối thì chúng ta còn ít thuốc cường lực khác nữa. Tầng 23 này. Mở hết toàn bộ quà. 100 điểm mà. 2 bình. Tích mấy cái bình để đánh cái ải về sau, cái ải tầng 25 ấy. Lại thêm một con boss mới. Con boss này nó ui đến 3000 luôn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái này để mà nâng cấp một xíu các cái tuyến. Ui, 310 5 con. Không mất một tí máu nào. Vãi chưởng ạ. Bắt con mẹ nó tử rồi. Thêm hai cái con này chỉ để hồi máu cho Kyo thôi. Con này tiếp theo cũng chỉ để hồi máu. Quá xịn sò với Kyo bất tử. Bây giờ là những cái nọ nào ở đây mà nó ghi là trận sau này. Đây là trận sau tăng cái tỷ lệ 30% sát thương nhá. Trận sau tăng kháng bạo này, nộ ban đầu trận sau cộng 500 này. Tất cả hồi phục 10 sinh lực à. Nhân vật sau rồi. Dùng hết. Dùng. Sau khi dùng trận sau tỷ lệ phản đòn dùng luôn này. Cái này dùng bố nó đi. 2000 năm. Rồi, chúng ta sẽ mở tiếp tục. Mong là nó lên sẽ được 3k để mà nâng nốt cái kia. Thuốc sinh lực lớn. Thuốc sinh lực này 30% sinh lực. Có nhiều người ở cái ải này ấy, ở cái phần nửa cháy này ấy, nó cho rất là nhiều kim cương nhưng mà mình chơi thì vẫn chưa được anh em ạ. Chưa được cái nào luôn đấy. Đập hết. 260. 305 rồi, đập được này. Không mất một tí máu nào cả. Tiếp tục bem hết toàn bộ để mà lấy cái hiệu quả perfect. Mất một chút máu, không ăn thua anh em ạ. 500 điểm. Nâng cấp cái phần xích viêm này lên. Level 7 vẫn có thể là nâng cấp thêm anh em ạ. 430. Mình sẽ nâng cấp một xíu cái điểm tấn công cho Kyo lên. Ân huệ này. Rồi, còn cái gì thì dồn hết vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái tầng thứ 25. Tầng cuối của cái ải này. Con boss này nó sẽ là 400.000 lực chiến với 4 cái vị tướng. Rồi, ok, chúng ta đã qua được cái ải thứ 25. Hôm nay bạn là người thứ 120 đặt cái huy hiệu lửa cháy kênh vô. Rồi, ok. Chia sẻ làm gì. Nó có cái quà nào ngon nữa hay không anh em ạ? Đi cái ải này hôm nay thì nó cũng không có cái quà nào ngon cả. Mở nốt này. Không có gì luôn. Đấy, em thấy là chúng ta chỉ cần một mình Kyo là có thể là cân team với cái ải thứ 25 này. Cực kỳ dễ dàng. Tiếp tục chúng ta sẽ sang đến cái tầng thứ 26. Con này chỉ có 339.000 nhưng mà nó lại chỉ có 3 tướng thôi. Mất một chít máu em ạ. Hoàn hảo luôn này. Cân bằng. Ở đây có tỷ lệ sát thương, tỷ lệ miễn thương. Tiếp tục sang cái tầng thứ 27 à. Bốt 484.000 lực chiến. Thử càn quét này. Chúng ta đã thất bại ở cái ải này. Khiêu chiến lại nhá. Bây giờ thì sẽ chủ động đánh bằng tay.
chủ động ứng chiến, không biết có thắng được hay không nữa anh em ơi. Mình sẽ để cho nó hồi ba cái điểm nộ ở dưới, sau đó thì chúng ta sẽ auto đánh. Mình cũng không nhớ nhiều cái combo đánh ở trong cái tựa game này cho lắm anh em ạ. Rồi, vậy là dừng chân ở cái ải thứ 27. Chúng ta có thể là hồi sinh ba cái con nhân vật khi mà dùng 100 cái điểm kim cương. Ba con nhân vật anh em nhá. 1 2 và 3. Không biết là có thắng nổi cái trận này hay không. Hai trăm linh sáu nghìn, chủ động ứng chiến này. Một hai ba, bỏ qua. Ôi vẫn không bem nổi anh em ạ. Vãi trưởng thật, cái con boss kia nó quá là khỏe. Tôi hủy khiêu chiến là chúng ta sẽ dừng lại ở cái tầng thứ 27. Nếu mà chúng ta dùng thêm kim cương nữa thì nó quá là hao. Đồ không nhiều em ạ, nó chỉ được một cái lượng vàng thôi. Rồi ok, đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Video hướng dẫn anh em cái cách đi cái ải phong thần ở cái chương hỏa chương cuối cùng, tầng thứ cuối cùng em nhé. Sau khi mà anh em xem xong cái video này thì có bất kỳ thắc mắc hãy comment phía dưới nhá. Và bây giờ thì mình xin dừng cái video ở đây thôi. Hẹn lại anh em vào các video tiếp theo của tựa game này nhá.